Ông Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị và các bạn thân mến, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày càng cao của chị em phụ nữ chúng ta thì rất nhiều những phương pháp làm đẹp vô cùng mới mẻ và tân tiến đã được cho ra đời. Và một trong số những công nghệ làm đẹp mới mà Thu Trang may mắn được trải nghiệm đó chính là công nghệ vi kim đến từ dòng mỹ phẩm vi kim sinh học Idonel của Viện Nghiên cứu SR Biotech Hàn Quốc, được phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Lucy tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Thu Trang đang rất nóng lòng muốn được chia sẻ sản phẩm này tới cho quý vị. Dạ vâng ạ, có vẻ như khái niệm vi kim sinh học thì đã còn đang khá mới mẻ với rất nhiều người. Vậy thì chị Trang có thể giới thiệu cũng như là giải thích cái khái niệm này để cho nhiều quý vị khán giả hiểu rõ hơn được không ạ? Vi kim sinh học Idonel mà Thu Trang được trải nghiệm là những dưỡng chất và tế bào gốc được nén lại dưới dạng kim nano siêu nhỏ, và khi thoa lên bề mặt da thì nó sẽ đi sâu xuống lớp đáy của da, giúp da hấp thụ dưỡng chất nhanh và sâu hơn gấp đến 60 lần so với mỹ phẩm thông thường. Và nhờ vậy thì nó thúc đẩy tái sinh collagen mạnh mẽ từ bên trong mà không gây tổn thương, không đau, cũng như là giúp cho làn da của chúng ta được hồi sinh. Và trong sản phẩm vi kim Idonel Sport Solution thì còn chứa các thành phần vô cùng cao cấp và xa xỉ bậc nhất phải kể đến, đó chính là vàng 24K giúp thải độc tố và lưu thông tuần hoàn máu, đó chính là trứng cá caviar cung cấp lượng axit amin dồi dào, tăng khả năng tái sinh collagen cũng như là làm sáng và đều màu da. Vi kim sinh học mang theo tế bào gốc xuyên qua hàng rào bảo vệ da, đi sâu tới lớp đáy tầng biểu bì, nuôi dưỡng và tái tạo tế bào mới khỏe mạnh hơn. Đặc biệt thì còn có cả retinol tự nhiên được chiết xuất từ măng tây đá. Đây là loại thực vật quý hiếm nằm sâu dưới đáy đại dương với khả năng chống oxy hóa bằng cách tăng quá trình tái sinh tế bào và kích thích sản sinh collagen thưa quý vị. Wow, một thành phần mà Việt cảm thấy rất ấn tượng đó chính là retinol thưa quý vị. Bởi thị trường làm đẹp hiện nay thì không ai là không biết đến retinol đúng không ạ? Chính là hoạt chất có tác dụng kích thích sản sinh collagen và trẻ hóa làn da. Nhưng thành phần này góp mặt trong sản phẩm vi kim vàng Idonel Sport Solution lại là retinol sinh học. Nó khác biệt hoàn toàn với retinol hóa học thông thường trên thị trường, nên nó mang lại hiệu quả an toàn và bền vững đối với mọi làn da thưa quý vị. Vì sản phẩm này vô cùng lành tính, được sản xuất theo công nghệ sinh học nên tuyệt đối an toàn quý vị nhé. Và như quý vị có thể nhìn thấy ở trên trường quay của chúng tôi đây thì đây chính là sản phẩm vi kim vàng Idonel Sport Solution. Sản phẩm với thiết kế là các miếng nhỏ dùng đúng một lần một tuần thôi sẽ giúp cho các chị em chúng ta muốn làm đẹp chuyên nghiệp nhưng mà không có thời gian đến spa hay là thẩm mỹ viện cũng có thể hoàn toàn tự tin chăm sóc da tại nhà. Và chỉ với 15 phút massage thôi thì quý vị sẽ thấy là làn da ngay lập tức được thay đổi, căng bóng và trắng sáng hơn, mịn màng hơn và tăng độ săn chắc đàn hồi vô cùng ạ. Vâng ạ, và ngoài sản phẩm vi kim vàng Idonel Sport Solution này thì Việt còn nhìn thấy kem mắt Idonel và kem làm trắng nanotok này cũng sử dụng công nghệ vi kim đó thưa quý vị. Và là phụ nữ thì quý vị đừng quên những sản phẩm dưỡng da hàng ngày để duy trì được tuổi thanh xuân cho làn da của mình quý vị nhé. Vâng, quý vị hãy nhấc máy gọi ngay tới số hotline 0904417888 hoặc 0836247666 để được các chuyên viên tư vấn miễn phí. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập vào website lucynice.com để sớm đón nhận một làn da trắng sáng không tì vết quý vị nhé. Vâng, rất tiếc khi mà đến đây thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.